Hello everyone, xin chào bà, cô chú, anh chị em. Sáng hôm nay mình mới đi mua đồ ăn như là cà phê cho anh Lộc. Thì mình xuống mình thăm anh để hy vọng là nó có cái gì thay đổi, nhưng mà nghĩ thời gian này cũng như là mình muốn làm những người bạn, có một người nào đó cũng quan tâm đến ảnh thôi, cũng như là đơn giản vậy thôi, chứ bây giờ mình nghĩ mình mới nói mấy chuyện kia cũng không chưa có được đâu. Hy vọng là ảnh siêu quý, cũng như có người nào quan tâm tới ảnh thì ảnh cuộc sống của ảnh thấy nó được vui hơn, chứ mình thấy bữa hôm qua cũng như là không có hy vọng gì hết á. Thì một chút nữa chiều mình sẽ chắc mình làm cái video, không phải nói về anh Lộc đâu, nhưng mà mình muốn nói về bữa hôm kia mình có làm cái video nói về Hiền Đức á, mình nói úp mở mở vậy mình nghĩ họ không có hiểu. Hôm nay thì mình sẽ nói nó rõ ràng ra một chút xíu nữa, tại vì mình thấy mấy hôm nay Hiền Đức tự nhiên xuất hiện trên cái kênh của mình thì nó cũng không sao hết. Nhưng mà mình nói rồi phải không? Mình nói úp mở mở vậy họ cho họ hiểu, nhưng mà họ không muốn hiểu hay là giải điên cái gì đó thì cũng không sao hết. Tại vì để mình nói ra cho ông bà cô chú anh chị em biết được là cái người Hiền Đức này là ai, hay là đại khái như vậy thôi. Rồi, một chút nữa cái gì mình sẽ bỏ cái video đó tối nay nha. Chứ lại mình muốn nói về hồi nãy mình không biết, nhưng mình thấy Phi Vũ được lên làm cái video mà hát nhạc đó, mình chúc mừng cho ảnh nha. Tại vì mình nói là mình coi cái video của Phi Vũ và chị Hương á, thì mình biết vậy thôi, chứ qua bên Hằng thì mình coi mấy cái video mà nó cũng không có, đối với mình nó không có ai, nó không có vô mắt gì mấy thì mình không có theo ảnh. Nhưng mà đương nhiên rồi, mình một người mà đứng dậy được mà làm lại cuộc đời của họ, mình cũng làm cũng vui cho ảnh thôi nha. Thì chiều mình sẽ làm cái video, chắc mình nói thêm về một chút về cái quá khứ của mình rồi. Mình để có một hai cái video chắc cũng 6-7-8 năm rồi, trước mình cũng làm nhiều chuyện cho hồi xưa lắm, để coi nha. Rồi, xin chào ông bà, cô chú, anh chị em. Jared.